Xin chào, xin chào các tình yêu của CC. Các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay đó là CC muốn nhờ quý khán thính giả của CC hãy trả lời cho cô em này một câu hỏi. Thì cái câu hỏi này là cô em hỏi CC từ lúc CC còn ở Việt Nam. Thì CC nói là thôi để CC về lại rồi CC sẽ chia sẻ cái câu hỏi này đến với quý khán thính giả thì em có chịu không thì em đã bằng lòng bây giờ xin sẽ đọc để cho cả nhà nghe câu hỏi của em là phải đều kính mới thấy đường các bạn mấy ngày nữa thôi là hết đeo rồi em chào chị cc hôm nay em muốn tâm sự với chị là vì chồng em mới đánh em thật sự em không muốn gọi cảnh sát vì khi cảnh sát tới em cũng không biết nói gì vì tiếng mỹ em không giỏi mà nếu cảnh sát bắt ảnh đi thì ai là người đưa đón con em đi học và nấu ăn cho con em khi em đi làm em làm neo. Khách hàng rất đông. Hiện tại bây giờ em là trụ cột chính trong gia đình. Mua căn nhà này, nhà lớn em mua 500.000. Chi phí vào nữa khoảng 530.000. Em bỏ tiền đao Em đứng tên trong căn nhà này chồng em không có đứng chung. Tất cả bây giờ hiện tại em là người lo. Mua căn nhà này được 3 tháng, chồng em mất việc làm. Mới vừa mất việc làm vài ngày là ảnh nói rằng ảnh muốn đi về Việt Nam liền. Em mới nói với ảnh là anh có tiền thì cứ đi, em không có tiền, như anh biết đó thì anh nói được anh sẽ đi. Vì hơn 20 năm rồi bao nhiêu lần mẹ anh bệnh anh dành hết cho em. Em nói không đi là anh không đi. Nhưng lần này anh cần phải đi. Nhìn mặt mẹ lần cuối. Biết đâu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ mình nữa. Em có cản anh cũng đi nhưng cơ hội này anh thất nghiệp cũng chẳng biết làm gì em mới nói ai là người chở con đi học ai là người lo cho con ai là người nấu ăn cho con thì anh nói rằng mướn đỡ người ta một tháng đi mướn à mướn đỡ người ta một tháng đi anh về rồi tính em không chịu nhưng mà ảnh vẫn đi ảnh không nói với em là ảnh mua vé máy bay ở đâu ngày nào đi em hoàn toàn không biết ngay cái ngày đó ảnh im lặng thì em nghĩ rằng ảnh không đi nhưng thật ra ảnh đã đi em về tới nhà thì ảnh đã đi rồi ảnh copy cái ngày bay của ảnh để trên bàn cho em và ảnh có nhờ người hàng xóm gia đình này cũng thân với gia đình em mỗi lần vợ chồng có đi chơi riêng ở đâu thì thường mang hai đứa nhỏ qua bên đây gửi một ngày họ lấy hai đứa là ba chục đô bao ăn ở tắm rửa vân vân đây là người đáng tin tưởng ảnh đã trả tiền một tháng luôn em không phải trả tiền cho người ta coi con và chở con đi học khi em cầm tờ giấy chuyến bay của ảnh em rất tức giận gọi điện thoại ảnh không bắt phone chuyến bay một giờ mới bay mà ảnh đã không bắt phone tức là ảnh không muốn nói chuyện với em em có gọi điện thoại cho người hàng xóm thì họ nói là chồng em đã ký một cái check rồi coi giúp hai đứa nhỏ 30 ngày không cần em phải trả tiền thì đó là cái bà hàng xóm bà nói như vậy đó ảnh về tới Việt Nam ảnh không gọi em lấy một ngày hoặc là không báo cho em biết điều gì cả em gọi về nhà ảnh thì lúc đó hình như là nhà đang có tiệc mẹ ảnh rất là vui mừng bà nói chuyện với em làm em không nói lại được một câu nào câu đầu tiên bà nói má cảm ơn con vì đã cho con của má về gặp má một lần vậy là anh này sợ vợ hả các bạn thì theo như cái câu mà cái cô này cũng ghi là sẽ suy nghĩ anh này chắc sợ vợ <laughs> sợ vợ hay là thương vợ đây là người đàn ông Không biết sao nha thôi thôi để đọc hết coi như thế nào ha đó thì má ảnh nói rằng là cảm ơn em này là cho con của má về gặp má em nghe câu đó em gần như đứng hình không trả lời được em chỉ biết nói là má ơi cho con nói chuyện với ảnh được không chứ em cũng không nói là em đang giận gì cả thì em nghe má ảnh gọi ảnh tới nghe điện thoại ảnh alo thì em mới nói anh làm điều gì vậy ảnh nói rằng là không cần phải cãi nhau cái gì đây không không cần phải cãi nhau rồi ảnh cấp phone à không cần phải cãi nhau rồi cổ viết tắt mấy cái chữ này không hiểu là gì nữa rồi cúp phone nói chung là vậy đó trong bao nhiêu ngày anh này ở việt nam <laughs> lại tiếp tục đều mất kính không đều không thấy đường ảnh gọi cho em sau hai tuần em tưởng gọi về năn nỉ em nhưng không ngờ gọi về nói rằng khi anh đi anh mang bốn ngàn đô anh đã xài hết rồi em có thể cho anh vài ngàn được không khi em nghe câu đó em giận rung lên em mới nói với ảnh ông chết đi rồi em cúp phone mấy ngày sau ảnh nhắn tin cho em rất nhiều nhưng vì ảnh nhắn không đầu không đuôi mà số phone đó là số phone của em gái ảnh ảnh mượn em đang tức giận đọc không hết nghĩa em chỉ viết một câu ông chết đâu chết quách cho rồi đừng làm phiền tôi là từ ngày đó không thấy ảnh nhắn tin nữa. Ảnh gọi cho bạn ảnh mượn 5.000 đô. Bạn của ảnh gọi cho em, nói với em rằng không có tiền, em có thì gửi về cho nó đi. Nếu nó không trả cho em thì anh sẽ trả, đừng cho vợ anh biết nha. Đây là người bạn thân của gia đình. Em thật sự không có tiền Em mượn bà chủ của em 2.000 đô Và nhờ bà đi gửi luôn dùm Em gửi cũng không muốn cho ảnh biết hoặc là báo tin gì Nhưng rồi ảnh cũng không nhắn tin cho em Một tuần sau Ổng lại nhắn tin bằng một số phone Việt Nam rất lạ Em yêu Sống với nhau 10 năm Chưa từng bao giờ em nghe Ông gọi em một tiếng em yêu Mới về Việt Nam có 3 tuần Là em yêu rồi Chắc gọi con nhỏ nào quen miệng rồi Cho nên mới gọi em là em yêu Ảnh là người rất ít nói Điềm đạm Nói chung là người chồng tốt nghe tiếng em yêu giật bắn cả mình <laughs> phải nhìn thật kỹ xem coi mình có đọc lộn không đọc xong chữ em yêu thì là anh sắp về rồi em có thể cho anh thêm vài ngàn không để anh biếu mẹ và anh chị em trước khi anh về lại mỹ anh qua mỹ sẽ tìm việc làm khác có tiền anh sẽ gửi trả em đây là anh nói mượn không xin em khi em đọc được những lời bình luận đó em lại nói tiếp một câu ông chết đi đừng làm phiền tôi gia đình của em có báo cho em biết là sẽ gửi cho em một thùng đồ đồ ăn và một ít đồ chơi cho con em nhưng không biết lý do khi ảnh qua tới mỹ ảnh không mang cho em ngày ảnh hoa mỹ em chờ coi ảnh có gọi em ra phi trường để đón ảnh không nhưng ảnh không gọi em ra phi trường đón ảnh ảnh nhờ bạn của ảnh đón giùm và trở về nhà bạn ảnh không phải về nhà em ảnh ngủ ở nhà bạn ảnh một đêm ngày hôm sau ảnh mới về nhà em khi về rồi hai vợ chồng không nói chuyện với nhau một câu nào. Và ổng đã dọn qua phòng khác. Nhà em có bốn phòng, hai đứa nhỏ ngủ một phòng vì nó sợ ma. Em một phòng, em và anh một phòng còn dư hai phòng trống. Khi về ổng đã dọn qua bên phòng kia ở. Em ghét quá, em mang hết quần áo của ổng em quăng qua bên phòng đó luôn em đang giận cho nên em làm những chuyện mà em không suy nghĩ tới thế là ổng ở phòng ổng em ở phòng em em đi làm về em nấu cơm chứ ổng không nấu cơm nữa từ hồi đó tới giờ em đi làm về trễ ổng đi làm hãng về sớm thì ổng thì ổng nấu cơm cho gia đình ăn nhưng từ lúc ổng đi việt nam về tới giờ em cũng không thấy mặt ổng mà ổng cũng không nấu ăn hai tuần trôi qua em chịu không nổi bữa đó em nấu ăn ngày nghỉ của em em kêu ổng ra ăn và ổng đã ra ngồi ăn Em chờ ông ăn hết nửa chén cơm Em mới nói Ly dị đi Thế là ông đứng dậy Bỏ chén cơm xuống và tát vào mặt em một cái nảy lửa luôn Hai đứa con em sợ quá khóc thét lên Và ông đi vào phòng Từ đó Hai vợ chồng không nói chuyện với ai Em đi làm phải đeo khẩu trang che lại vì trên má của em có dấu tay của ổng nếu em gọi cảnh sát em không biết nói tiếng mỹ nhiều nhưng em chỉ vào mặt em là chồng em đánh em là ổng sẽ bị còng tay ngay tức thì nhưng em lại sợ nếu bắt chồng em đi rồi thì hai đứa nhỏ là một trở ngại cho em khi em đi làm trong đầu em còn nghĩ như vậy nè kệ thay vì mình mướn bé bi xích thì để ổng làm bé bi xích cho con mình vì đây cũng là con của ổng mà kệ ổng không thèm đếm xỉa tới ổng nữa nhưng mà vợ chồng mà ổng làm như vậy làm cho em nghi ngờ rất nhiều đêm em không ngủ được em phải len lén đi ra kê sát cái lỗ tai vào phòng ổng ngủ để rình nghe coi ổng có nói chuyện với con nào bên việt nam không và một tháng trôi qua em gần như là một người điên lên vì ổng một lần nữa em lại nói với ổng ông không ký giấy ly dị tôi tự ra tòa tôi nể ông là chồng tôi là cha của con tôi tôi không gọi cảnh sát bắt ông đó là phước của ông em nói với ổng như vậy đó qua ngày mai em đi làm về ổng đã dọn ra khỏi nhà luôn rồi ổng nói ở bên em sẽ có ngày anh vào tù cho nên anh không dám ở gần em ba xin lỗi hai con các bạn nghĩ sao trong câu chuyện này chị nói em đừng buồn chắc em cũng dữ lắm đúng không? chị không được nghe em nói chuyện chị không được nghe giọng nói của em chỉ đọc những cái hàng chữ em viết thôi cho nên chị không đoán được em là như thế nào nhưng mà những cái gì em chia sẻ ở đây thì chị nghĩ em không hiền người đàn ông khi mà họ bị thất nghiệp họ buồn lắm em họ tuổi thân lắm mà họ đau khổ nữa theo như em nói chồng em là một người đàng hoàng hiền lành giỏi khi em đi làm về trễ chồng em biết nấu ăn chờ em về để ăn lo cho con người đàn ông như vậy là người đàn ông tốt biết lo cho gia đình còn cái bản tánh khó nói người hiền thì họ hay cọc người mà cái miệng cứ bếp xếp bếp xếp rồi ào ào này nọ thì lại không có cái đó nhưng mà những người mà như vậy đó thì vợ cũng người nào mà khó khó chút cũng không thích sẽ hay la chồng chị nghĩ là trời đánh thì tránh bữa ăn cho dù có giận nhau chín xe 10 vàng đi chăng nữa thì trong cái bữa ăn đó em cũng không nên nói lời chia tay không nên nói là bây giờ ly dị đi đã biết người đàn ông họ cọc tánh rồi mà em còn nói cái câu đó trong cái bữa ăn cơm trước mặt hai đứa nhỏ thì ông giận ông tác em chắc cũng đúng Sao em không chờ ăn xong cái bữa đó đi? Mà ông đâu có ngoại tình, ông đâu có gì đâu. Đúng không? Chỉ có cái là ông đi Việt Nam mà em cản, nhưng mà ông vẫn đi. Rồi em giận. Chứ chị thấy đâu có gì đâu. Chị không hiểu luôn. Tất cả là do duyên là ông trời ông ban tặng. Thì bây giờ Chị nghĩ Hiện tại bây giờ anh đang ở đâu? Theo như em nói là anh không ở nhà nữa Hãy vì hai đứa con đi Con của cô này một đứa 4 tuổi, một đứa 6 tuổi nha các bạn Hãy vì hai đứa con Dẫn hai đứa con đi tìm Có anh đang ở đâu? Chị nghĩ em sai đó Chắc có thể em là người làm ra tiền nhiều cho nên là ở nhà chắc em cũng có tiếng nói hơn ảnh. Nhưng mà hai vợ chồng đều làm. Ảnh thì lương ít, em thì lương nhiều. Hai vợ chồng gom góp, gây dựng sự nghiệp. Thì tức là công sức của hai người đều có. Còn cái vấn đề em làm nhiều làm ít, vợ chồng mà em tính toán như vậy là không đúng. mà chồng em cũng không phải là một người ăn không ngồi rồi. Chồng em là người có trách nhiệm mà. Chị không thấy em than phiền gì về ảnh, chỉ có cái lãnh đi Việt Nam rồi em vậy đó. Rồi vì câu nói đó thì chắc em nói ngay bữa ăn anh giận anh đánh em. Thôi chính bỏ làm 10 đi. Hãy dẫn hai đứa con đi tìm ảnh thì chắc chắn là ở nhà bạn bè thôi. Năn nỉ ảnh thử coi xin lỗi anh đi để quay về đi rồi bắt đầu hai vợ chồng tính tiếp nữa nếu mà anh ngoại tình anh đánh em hay là cái gì đó mà anh này chỉ thấy em ghen nha người ta nói con câu em yêu thôi à mà em dãy nảy lên rồi em nói người ta là, <laughs> là, là 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 chắc có con nào thì tức là em thương mà chồng sao không thương được khi mình giận thì mình nói vậy thôi chứ phải thương chồng là phải thương em có ghen là em có thương đó nhưng mà thương đâu dứt khoát được dễ dàng vậy đâu cho nên xin lỗi anh đi chị nói vậy không biết là khán giả có đồng tình hay không tại vì chị thấy cũng đâu có gì đâu mà phải dẫn tới như vậy em không có ảnh đó em mệt còn ảnh đi giờ ảnh sướng quá với cái tánh ảnh như vậy chỉ có cái là giờ ảnh không có việc làm thì ở mỹ thiếu gì việc làm thì cũng sẽ xin được việc này việc kia thôi có thể là cái việc ảnh xin nó không được như ý ảnh nhưng mà vì đồng tiền cần tiền trả tiền xe tiền bảo hiểm thì người ta vẫn phải đi làm cho nên là theo chị nghĩ là em hãy đi tìm ảnh mang ảnh về đi rồi vợ chồng ngồi nói nhỏ với nhau thì vợ chồng em em mới biết chứ giờ chị nói chị chỉ nói chung chung vậy thôi khuyên người ta hàng gắn chứ đâu có ai mà khuyên bỏ nhau khuyên bỏ nhau ngoài trường hợp gọi là phải có cái gì đó thì mới bỏ thôi giống như có một cô em gọi điện thoại cho CC nói Em là người thứ ba, em lấy chồng của cái cô đó Mà bà vợ bà ngoại tình Cho nên là em đi em rình Em lấy hết bằng chứng về em đưa ông chồng Em bắt ông chồng Chồng bà đó, bỏ bà đi để lấy em Em đưa hết hình ảnh luôn Chưa đã, em gửi thẳng cho bên gia đình của nhà ảnh luôn là cho biết vợ của anh ngoại tình như vậy đó, cuối cùng họ ra tòa ly dị, em được chính thức ở với ông, mà bây giờ em kêu ổng cưới em, ông không cưới, thì giờ em phải làm sao? Câu chuyện của một cô em nữa nha các bạn, ở Việt Nam nhắn với CC của em là khách hàng của CC, <laughs> thì CC nói không được, câu chuyện của em chị cũng không dám chia sẻ nữa, tại vì em sai mà, em làm lỗi rồi mà em còn đi em làm tổn thương cả gia đình người ta nữa thì không được, chị không chia sẻ câu chuyện của em đâu em giận không mua hàng của CC luôn <laughs> anh sao anh tới giao hàng đó cái cổ cho người làm của cổ ra nói không mua hàng nữa mà CC đã dặn anh xa rồi anh anh đừng có ứng tiền cho người ta ảnh có nói đâu có sao đâu đồ người ta còn gửi nhà mình mà đó vợ cô đó cô đâu có lấy đâu các bạn mà cô này thì không có gửi gì nhà CC hết rồi ừ, thôi kệ đi ừ. giận CC đâu kệ đi giận giận với suy nghĩ của CC em hỏi rằng chị ơi bây giờ em cần phải làm gì với một người chồng vũ phu như vậy vũ phu là chắc phải đánh mình vài ba cái mới gọi là vũ phu tự nhiên đánh đánh mà đánh vô duyên á còn cái này là tại em trời đánh tránh bữa ăn em đúng ngay cái bữa ăn em chơi cho ổng một câu như vậy ổng đâu có ý định gì ly dị hoặc là bỏ em gì đâu chắc là vợ chồng cũng giận nhau mà em đòi ly dị đối với người đàn ông khi em nói ra cái chữ ly dị rồi họ ghim trong đầu họ đó người việt nam mình hay vậy lắm ly dị đi không thích ở ly dị đi tôi sống với ông tôi mệt mỏi quá vân vân mình nghĩ là ờ tôi tức tôi nói vậy đó tôi không để bụng nhưng không người đàn ông họ để bụng các bạn và họ nghĩ rằng muốn ly dị phải không bạn nói một lần có thể họ bỏ qua cho bạn nhưng mà nó vẫn nằm trong lòng họ vẫn đã nghe được rồi lần thứ hai lần thứ ba người nói tới mấy chục lần hăm dọa chồng mình ly dị ly dị ly dị chị sẽ nghe nhiều lắm không nên các bạn khi mình nói ra cái gì mình cần phải suy nghĩ trước thì lời nói nó mới có giá trị còn cái tức giận nói bừa nói bãi không nên đâu bây giờ cái câu trả lời của cc đến với em hãy gọi cho bạn bè hỏi thăm có ảnh đang ở đâu và dẫn hai đứa nhỏ tới kêu ổng về đi chỉ có như vậy thôi vì khi ảnh quay về em là người được lợi tại sao chị nói như vậy thứ nhất đó là chồng em thứ hai em còn thương chồng em cái thứ ba ảnh là ba của hai đứa con em khi có ảnh trong lúc anh đang thất nghiệp ảnh sẽ đưa đón mấy đứa nhỏ đi học ảnh sẽ chăm sóc cho mấy đứa nhỏ ảnh ở nhà ảnh sẽ là ô xin cho em và con em ảnh sẽ cắt cỏ ảnh sẽ dọn dẹp nhà ảnh sẽ làm hết tất cả những gì mà ảnh thấy chướng tay gai mắt mà em không cần phải mướn người làm nhất là con của em nữa đưa đi học đón về lo cho ăn lo cho uống tốn rất nhiều tiền cả ngàn đô cho hai đứa bé chứ đâu phải ít đâu mà chưa chắc gì người ta lo được cho tụi nó Như là ba của tụi nó lo được cho tụi nó Mà em với ảnh cũng chẳng có cái gì mà phải dẫn tới ly dị cả Một cái bạc tay như vậy Thôi bỏ qua đi Chị biết là em suy nghĩ là Nó đánh mình được một lần Nó sẽ đánh mình hoài Người phụ nữ nào khi bị chồng đánh rồi Cũng đều suy nghĩ như vậy cả nhưng biết đâu chồng em không nghĩ vậy sao hay là em nghi ổng có bồ rồi ổng sẽ bỏ em cho nên bây giờ em quyết định bỏ ông trước thôi để khán giả đi ha khán giả sẽ cho em câu trả lời còn chị đó riêng chị thì chị khuyên em hãy đi tìm bạn bè hỏi thăm coi ảnh ở đâu bây giờ khi em tới dẫn con tới em gặp ảnh xin lỗi đi cũng được Nói những lời nhẹ nhàng một chút Em xin lỗi anh vì hôm đó trước mặt con Đủ thừa cho hai đứa nhỏ cũng được Mà em nói như vậy Anh đánh em bữa đó là đúng Em xin lỗi, thôi về đi anh Nói thử câu đó coi Trời ơi, ổng không rớt nước mắt nữa gì tôi cũng thua Lúc đó ổng sẽ nắm tay em và đi về Em có ổng là em lợi đó chị nói thiệt con em thì còn quá nhỏ em thì sáng đi tối về em sẽ cực lắm luôn đó cho nên là nghe lời chị đi và hãy vào đọc những bình luận của khán giả xem coi như thế nào chuyện đâu có đáng gì đâu mà phải ly dị chia sẻ nhiêu đó đó chị chỉ biết nói với em lời đó thôi à chứ không biết nói gì hơn nữa nhớ vào xem bình luận khán giả sẽ viết cho em ha những bình luận nào mà quá đáng thì chị sẽ xóa bỏ em có thể vào để cảm ơn khán giả đã cho cái lời bình luận đó cũng được em tự đi tự viết cũng được ha tự trả lời giùm chị cũng được thì đây là một câu chuyện có 7 câu chuyện tổng cộng thì à, mỗi ngày CC chia sẻ như vậy nhờ khán giả của CC hãy giúp CC trả lời những cái câu hỏi của các chị các bạn gửi ha rồi CC chia sẻ tới đây thôi nha mỗi ngày ráng làm một chút ha chứ để khán giả giận ok sau video này CC sẽ review mấy cái giỏ theo như các chị em yêu cầu ha. Rồi CC xin, xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.